Ok, và xin chào tất cả quý anh chị nhà đầu tư, và xin chúc mọi người có một cuối tuần vui vẻ. Em là Mr. Bull ITB. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại cùng với nhau trong chuyên mục khuyến nghị cổ phiếu cuối tuần cùng em Bull nha mọi người. Đó, thì trong cái video ngày hôm nay, như mọi người đã thấy ở trên tiêu đề, cái công ty mà chúng ta đi vào phân tích cũng như là em Mr. Bull ham muốn khuyến nghị cho mọi người có thể chú ý vì nó đang rất là nhiều tiềm năng. Đó chính là công ty tập đoàn Masan Group quý chị nhá, mã chứng khoán là MSN. Thì đó là cổ phiếu mà em muốn khuyến nghị tới quý của chú anh chị ngày hôm nay. Thì trước khi bắt đầu vào video, rất mong tất cả quý của chú anh chị ha, mọi người có thể là để lại cho em Bull những cái trái tim màu tím, cũng như là có thể là comment những cái mã cổ phiếu mà mọi người muốn em làm video ở phía bên dưới ha. Em sẽ cố gắng là lọc cũng như là làm sao để có thể là truyền tải tới quý anh chị một cách tốt nhất, hoặc quý anh chị có thể là nhắn tin trực tiếp cho em Bull qua số điện thoại là 0888 381802 nhé, để em có thể là hỗ trợ tư vấn trực tiếp 1-1 cho tất cả quý anh chị nhà đầu tư. Ngoài ra, mọi người có thể là quyết ngay trực tiếp vào cái mã Zalo ở trên ngón tay của em đây ha, để chúng ta tham gia vào Zoom cộng đồng. Ở đó thì sẽ có anh em ITB cùng với chính cá nhân em Bull sẽ hỗ trợ cho quý anh chị trả lời các cái câu hỏi cũng như là giải đáp các cái thắc mắc của mọi người nhé. Mọi người mà có cần mở tài khoản tại công ty chứng khoán SSI hoặc là muốn giao dịch với margin lớn quý anh chị đó, và margin tất cả các công ty luôn ha, thì mọi người có thể là mở một cái tài khoản tại công ty chứng khoán GEM với ID là BR8419 nhá quý anh chị nhá. Đó, hiện tại thì GEM đang cung cấp margin 28 cho khoảng hơn 2.000 mã chứng khoán quý anh chị nhá. Mọi người có thể là chú ý đây là một trong những cái doanh nghiệp mà người ta làm về cái mạng cung cấp margin rất là uy tín quý anh chị. Rồi, thì để không làm mất thời gian của mọi người nữa thì chắc là chúng ta sẽ đi phân tích qua về cổ phiếu Masan nhé quý chị. Đó, Masan thì chúng ta có thể thấy được là hiện tại là trong tuần trước Masan đã có được 3 phiên phục hồi quý chị nhé. Có được 3 phiên phục hồi sau cái phiên giới rất mạnh vào ngày thứ hai. Đó, thì hiện tại là Masan đang dừng chân ở mốc là 75.000 200 đồng một cổ phiếu quý chị. Đó, và chúng ta có thể xem qua cái phần thống kê. À, mọi người có thể thấy được là dạo gần đây trong 10 phiên gần nhất ha, nước ngoài mua dòng Masan rất nhiều, với cái khối lượng ở trung bình đâu đó là khoảng trên dưới 20-30 tỷ một ngày. Đấy là chiều trung bình của anh chị. Ngoài ra nữa thì đó là về những cái mặt mà mọi người có thể thấy được đúng không? Thì bây giờ là ở trên cái phần cá nhân em chuyên sâu nhất, đó là về phần phân tích kỹ thuật thì sao? Thì hôm nay em sẽ gọi là chia sẻ đến mọi người về cả hai trường phái nhá, ở cả phương Tây lẫn là phương Đông, để chúng ta là cân nhắc xem là liệu doanh nghiệp nó có ổn hay không và có những cái điểm mua đẹp cho chúng ta hay không nhá. Thì thứ nhất là theo Ichimoku quý chị nhá, theo Ichimoku thì hiện tại Masan đã chạm đến cái vùng gọi là cái vùng kháng cự quý chị là 75.2 theo đúng khung đồ thị daily của Ichimoku chỉ phát, và hiện tại là đang gặp một chút các cái lực cản quý chị nhá. Mọi người có thể thấy ngay trên số lệnh đấy là lực bán ở quanh cái vùng giá 75.2 đang là rất lớn và áp đảo cái lượng mua nhá. Áp đảo hoàn toàn cái lượng mua. Em đánh giá thì với cái cản này thì có thể là Masan sẽ có cái nhịp là quay đầu test. Quay đầu test, nhưng mà cái khả năng test nó không sâu nhá. Lần này em nghĩ là test thì nó sẽ quanh quẩn test đâu đó lần quanh cái giá là 73 thôi nhá. Lần quanh cái giá đó thôi. Vì em thấy là hiện tại là cái vùng biên dưới của Masan quý anh chị đang có mây dày đó nha, theo ITB, theo Ichimoku là đang có mây dày đó, cùng với đó là có hai cây dao găm rất là mạnh sẽ đỡ cho cổ phiếu ở quanh cái vùng giá là từ 72.4 cho đến 73. Vậy nên là quý anh chị nào mà mình có học về Ichimoku rồi thì chúng ta có thể thấy được là cái tiềm năng của Masan trong giai đoạn tới. Ngoài giá nữa thì nếu mà chỉnh được quanh cái giá 73 quý anh chị thì cơ bản là cổ phiếu vẫn chưa mất xu hướng tăng đó trên cả khung ngắn hạn và khung daily. Nếu mà quý chị đánh khung ngắn hạn về cổng là khung H1 quý chị thì hiện tại là Masan còn có thêm một cái hỗ trợ ở cái vùng giá là 73.8 đó, thì còn một cái vùng hỗ trợ nữa đó, thì có hai vùng hỗ trợ đó là 73.8 và 73, thì có hai vùng hỗ trợ đó là sẽ đợi cho Masan trong cái tuần tiếp theo quý chị. Ngoài giá nữa thì nếu mà chỉ chỉnh với những cái vùng hỗ trợ này thì Masan sẽ hoàn toàn là giữ được cái xu hướng tăng ở trên khung ngắn hạn, có nghĩa là sẽ có được cái trạng thái tích cực trong từ 3 cho đến 5 phiên tới. Đó, còn đối với khung daily thì trạng thái của cổ phiếu là đang trong quá trình tiến đến những vùng đảo chiều ngắn hạn quý chị.
đang trong quá trình là tiến đến vùng đảo chiều ngắn hạn nhé. Vậy em dự báo là có thể là má sàn sẽ mất đâu đó là khoảng 3 phiên trong tuần sau nhé. Khoảng 3 phiên trong tuần sau để đi có thể là hơi khó chịu một chút. À, phải đi ngang, thậm chí là điều chỉnh. Và nếu như mà đến 3 phiên đầu, có nghĩa là trong từ thứ hai đến thứ tư mà không có những cái pha gọi là bứt phá, quý chị bứt phá lên quanh cái vùng giá 77, thì em chắc chắn luôn là má sàn sẽ có những cái nhịp điều chỉnh với lại cái giá là tối thiểu là 73.8. Để cho quý chị nào mà mình chưa có hàng hoặc là mình chưa tham gia được, mình có thể cạnh tranh thủ tham gia nhá. Đấy là đối với cổ phiếu má sàn. Ở ngoài giá nữa thì trong 3 ngày đầu ấy mà nó không tăng được thì cái tiềm năng tăng của má sàn nó sẽ đến vào tuần sau hẳn quý chị, tuần sau nữa đấy. Đó thì nó sẽ đến với một cái triển vọng tăng nó tốt hơn nhá. Đó thì cơ hội của má sàn sẽ là 3 ngày đầu tuần nhá. Nếu mà vượt lên được thì chúng ta có thể là cành những cái điểm mua giá tăng hoặc những điểm hỗ trợ thì test lại 75.2. Còn nếu không thì chúng ta sẽ chờ những cái vùng giá như em có khuyến nghị lúc đầu là 73.8 và 73 nhá. Thì đó là các cái khung ngắn hạn của má sàn. Còn nhìn về cái khung trung hạn để cho quý chị nhà đầu tư mà có cái góc nhìn trung hạn, chúng ta có một cái tầm nhìn cụ thể. Thì hiện tại em đang thấy là má sàn trên khung trung hạn thì vẫn đang giữ được một xu hướng tăng, quý chị vẫn đang giữ được một xu hướng tăng. Ngoài giá nữa thì cũng đã đang giao dịch quanh cái ngóc, quanh cái móc hỗ trợ, quý chị quanh móc hỗ trợ rồi nhá. Đó, giao dịch quanh móc hỗ trợ với một cái biên tích lũy rất là đẹp ha. Cái Bollinger Band thì thắt cũng rất là chặt rồi. Đó. Vậy nên là cái tiềm năng tăng trên khung tuần của má sàn nó còn rất lớn, nó có thể lên được cái vùng giá là 95 quý chị. Đó, cái khung tuần là cái khung để thứ nhất là chúng ta xác định cái xu hướng trong trung hạn, cũng như là chúng ta xác định được cái target hợp lý cho cổ phiếu. Đó thì hiện tại em đang thấy là cái target của chúng ta nó nằm ở trên là 95.5. Ngoài ra thì còn một cái vùng cản nữa trên khung tuần, nó sẽ nằm ở đâu đó quanh cái vùng 80. Đó thì quanh cái vùng 80 thì quý chị thấy thì nó cũng là cái vùng đỉnh trước này thôi. Đó thì cơ bản là cái đỉnh này thì nó cũng là một cái cản mà chúng ta không thể bỏ qua được nhá. Chắc chắn là lên đây nó sẽ phải có rung lắc rồi. Cái chuyện mà không có rung lắc ở trên này là điều không, chắc chắn là sẽ không xảy ra rồi. Em nghĩ là lên đây là sẽ có rung lắc. Nhưng mà rung lắc là sẽ tạo cái điểm mua quý chị. Thì có thể là trong cái trường hợp thứ nhất nhá, mọi người có thể đi theo cái đường vẽ này của em này. Chúng ta có thể hình thành một cái mô hình của má sàn, nó có thể đi theo thời gian tới nhá. Thì trong cái trường hợp thứ nhất là má sàn sẽ có thể tiếp tục cái đà hưng phấn trong tuần trước. Đó, cổ phiếu kéo vượt lên trên. Đó, sau đó là quay trở lại tiếp. Đây. Thực ra thì vượt lên nó không vượt mạnh đâu quý chị. Đó, yêu cầu của em là phải vượt lên khoảng 75 cơ. Thì ở đâu? Đợi để em phóng to cái này ra nhá. Đó, phải vượt lên đâu đó giá 76.x. Mà nếu như cổ phiếu không vượt được quý chị, trong trường hợp không vượt được thì nó sẽ quay lại tiếp. Đó. Sau sẽ đi lên trên này, sau lại tết đây, chúng ta sẽ tham gia. Đó, thì chúng ta sẽ, quý chị thấy là cái mô hình này xảy ra nhá, thì quý chị sẽ có gọi là hai điểm tham gia đúng không? Chúng ta có là điểm thứ nhất, quý chị lưu ý giúp em nhé. Chúng ta có điểm thứ nhất này và chúng ta có điểm thứ hai. Đấy là hai cái điểm tham gia rất đẹp đối với cổ phiếu Masa nhá. Đó, và còn có thể là có một điểm thứ ba nữa. Đó, một cái điểm thứ ba là cái điểm phun hàng quý chị. Phun hàng là thế này. À, nó tạo một con sóng đi lên, gap up. Tạo một cái gap up phóng lên, kéo phá nước rút. Đó, thì có thể là cái timing thì nó chưa chuẩn lắm đâu, nó có thể là dài hơn một chút. Thế nhưng mà đây là cái cơ bản em đang nhìn thấy đối với cổ phiếu Ma Sàn quý chị nhá. Đấy là những cái gì em phân tích dựa trên ITB, dựa trên công cụ kỹ thuật là Ichimoku trình phát, cũng như là dựa trên các cái góc nhìn về cổ phiếu của em nhá. Đó. Đấy, bây giờ là đối với góc nhìn là phương Đông là như vậy rồi đúng không? Thì đối với góc nhìn phương Tây thì sao quý anh chị? Phương Tây thì em cũng thực sự là có một vài cái nhận dạng đối với cổ phiếu Ma Sàn rồi. Đó, em có vẽ sẵn cho quý anh chị ở đây. Hiện tại em đang thấy là Ma Sàn đang vận động theo một cái mô hình là VCB trên khung daily quý anh chị, nhá, trên khung daily ha. Đó, cái mô hình VCB này thì được hình thành từ khoảng giữa năm ngoái nhá. Sau khi cổ phiếu có một cái pha điều chỉnh. Nhá. Sau một cái pha điều chỉnh là có 35%, quý anh chị có thể đo này. Đó, biến độ ở đây là khoảng 35%. Đó, 35%, 36%.
À, thì biến độ ở đấy thì nó lại thấp hơn một chút, nó còn có 20% thôi. Và biến độ ở trên này nó chỉ còn có bao nhiêu? 10% quý anh chị nhá, 35%, 20% và 10%. Đấy là một cái mô hình cơ bản của VCB. Đó thì em cũng vẽ cho mọi người rồi. Thì cái mô với cái mô hình VCB này thì chúng ta đang có cái trạng thái gì nữa? Đó, cái này thì phải phân tích luôn nhá. Đó, đây quý anh chị có thể thấy nhé, trong cái khung nền vẽ này thì quanh cái giá 76 là một cái vùng rất là cạn, rất là cứng. Đó, là một cái vùng mà có volume rất lớn của cổ phiếu Masan nhá. Thì với cái vùng mà có volume lớn như thế này đó, thì khi mà cổ phiếu nó vượt được lên quý anh chị mà bứt phá được cái mẫu hình VCB đây ha, thì nó sẽ tạo ra một cái đà tăng rất tốt cho cổ phiếu. Cái này là chúng ta có thể là gọi là lấy một cái kịch bản đó là cho dài hạn nó là như thế này nhá. Đó thì cơ bản là trên cái mẫu hình VCB thì chúng ta cũng thấy được là cái xu hướng tăng của thị trường rồi đúng không? Đó. À, quý chị có thể thấy nhá. Về cái xu hướng tăng là chúng ta cũng có thể thấy được, nếu như cổ phiếu có bứt phá cái vùng là 76.6 thì nếu mà theo phương Tây quý chị thì chúng ta vẫn sẽ chờ cái điểm bứt phá là 76.6. Nó giống như cái chiến lược ý chí cũ của em đây ha. À, đây em vẽ cho mọi người là chiến lược thứ nhất là trong trường hợp là sang tuần sau. À, sang tuần sau là Masan không vượt được 76.6, chúng ta sẽ không tham gia vội và chúng ta sẽ chờ cổ phiếu chỉnh về quanh cái vùng giá 73 rồi chúng ta tham gia. Đó, còn nếu mà trường hợp tốt mà cổ phiếu nó vượt lên trên quý anh chị, cổ phiếu nó vượt lên trên thế này, vượt lên trên thì khả năng lên đỉnh cũ rồi nó test, đó thì nó vẫn phải test vào đây quý anh chị, đó vẫn phải test vào cái điểm em đang vẽ là loanh quanh cái giá là khoảng 75.x nhá, nó là cái vùng đỉnh cũ này, đó thì nó sẽ quay lại test đấy một lần nữa rồi nó mới đi quý anh chị nhá. Cho nên là trong cả hai trường hợp đối với cổ phiếu Masan, cái góc nhìn ngắn hạn của em bull nó chính là chúng ta đều phải chờ nhá, đều phải chờ. À, không có gì mà chúng ta phải vội hết nếu như cổ phiếu có vượt lên, vì nhìn về cái chén trung hạn là vẫn sẽ bị thẳng dài thế này, thế nhưng ở trong đoạn đó thì nó có thể lên xuống quý chị, nó có thể lên xuống nhá. À, nó có thể là có những cái tín hiệu lên xuống thế này, chạm đi lên. À, thì ít nhất là cần phải sau khi vượt lên nó còn phải có những cái pha gọi là linh sinh quanh đây ha, quanh cái vùng gọi là cái vùng hỗ trợ này, cản chéo quý anh chị, nó gọi là một cái cản chéo và theo cái mô hình VCP nhá. Ngoài ra các cái tín hiệu quý anh chị, các cái tín hiệu ở trên các cái công cụ RSI cũng như là MMI đang cho thấy là có một cái dấu hiệu phân kỳ đối với cổ phiếu Masan trên khung đồ thị daily ở tuần trước quý anh chị. Đó. Phân kỳ và đã có xác nhận phân kỳ RSI rồi đúng không? Đó, quý anh chị có thấy không? Và ngoài ra nữa thì ở cái đoạn là cái đoạn này chúng ta đều có phần kỳ rơi đài và mới bị hết rồi. Đó thì với tất cả các cái dữ liệu đang cung cấp cho chúng ta một cái chiều hướng là tích cực đối với cổ phiếu Masan đúng không? Về các dạng thuật như phương Tây đó, cũng tích cực, phương Đông em cung cấp cho mọi người rồi cũng tích cực. Thì cái việc mà chúng ta tham gia với Masan nó là rất tốt nhé. Vì để cho quý anh chị không quên và em cũng tiện nhắc lại cho lần sau thì em sẽ viết lên đây luôn nhé. Chúng ta có điểm mua Masan. Điểm mua của chúng ta là nó sẽ nằm ở vùng là thứ nhất là 73 cổng trừ đúng không quý anh chị? À, mọi người thường thì em sẽ có thể cho mọi người cổng trừ khoảng 1% nhá, hoặc là 2% cũng được. Mọi người có thể là chủ động, vì là cái view của em đối với cổ phiếu Masan là chúng ta đang lên đến vùng là 95, vậy nên là quanh cái vùng giá này chúng ta vẫn có thể coi là một vùng giá rẻ và hợp lý nhá. Đó thì đây là điểm mua một và tỷ trọng mua là 30% giúp em nhá. Đó, cái điểm mua thứ hai là chúng ta sẽ mua ở vùng giá là 75.2. Đấy là lưu ý nhé mọi người. Đấy là các cái điểm mua em vẽ ra thôi. Và mọi người nên chờ những cái xu hướng tiết lại nhá. Cộng trừ khoảng 1% thôi. Ở lên cái điểm mua cao chúng ta sẽ hạ cái cộng trừ xuống. Tỷ trọng mọi người hạ giúp em xuống còn là 20, 25 cho đến 30%. Tùy quý anh chị nhá. Và cái điểm mua cuối cùng chúng ta sẽ mua ở quanh cái vùng giá là cái vùng giá 80 nếu có nhá. Nhưng mà trong trường hợp nó phải test lại nó đi theo đúng kịch bản này em đang vẽ này, thì chúng ta sẽ có thêm một cái gọi là cái điểm mua nữa ở đây quý anh chị. Chúng ta sẽ có thêm một cái điểm mua nữa ở đây nhá.
cái cách giải ngân của em là chúng ta lên theo hướng bậc thang quý chị, và không giải ngân hết cả một điểm, vì em không dám chắc là cổ phiếu nó đi đúng theo kịch bản như thế này. Thế nhưng nếu nó đi đúng theo kịch bản như này thì chúng ta giải ngân như thế này là rất quan trọng. Khi đó cái vùng giá trung bình của quý chị nó sẽ nằm ở 75 nhá, nó sẽ nằm quanh ở giá 75 đó. Thế nhớ này, cái vùng giá 80 này quý chị chỉ mua là khoảng 20% tiền thôi. Tại sao lại là 20% quý chị? 80 à, chọn 20% nhá. Đó, thì với cái tỷ trọng 20% là tổng chúng ta mới giải ngân có 60-80% thôi. Thế còn 20% còn lại chúng ta để làm gì? Đó, cái này thì cái này là chiến lược quản trị rủi ro quý anh chị. 20% còn lại là chúng ta sẽ mua ở những cái điểm mà nó chuẩn bị cho cái nhịp gọi là cái nhịp break lên quý anh chị. Đó, hoặc là một cái khoản để chúng ta trading nhá. Em nói thẳng là một cái khoản để chúng ta trading, có nghĩa là sao? Quý anh chị xác định luôn là quý anh chị trích ra 80% cái mong muốn của mình để quý anh chị muốn nắm giữ, và 20% còn lại để quý anh chị trading. Có nghĩa là sao? Bây giờ nhá, trong lần đầu tiên quý anh chị mua cho em 30% đó, ở giá là 73.8, hoặc là mua ở cái quanh cái vùng giá là 73 nhá, ở quanh vùng giá 73. Thì ở quanh cái vùng giá 73 này thì em để đấy 1% thôi, 2% của Na San nó khá là nhiều đấy. 1% đấy nhá, hay là thực ra Na San thì 1% thì nó cũng hơi lớn, nhưng mà thôi không sao nhá. Hoặc là để cho mọi người cộng trừ 0.5 đi, chứ không lại mua nó cao quá quý anh chị nhá. 0.5 đâu. À thì cái 20% này để chúng ta trading, có nghĩa là sao? Bây giờ nó về cái điểm này rồi, quý anh chị có thể giải ngân luôn 50%. Thế nhưng khi nó lên đến cái vùng giá 80, mọi người chốt thì em 20% ra. Chốt gọi là gần như một nửa cái lượng hàng mọi người đã có, và mọi người chỉ giữ lại 30% thôi. Nó về đến cái điểm mũi thứ hai, chúng ta giải ngân nốt 30% là thành có 60%. Và 20% kia nếu như cái vùng hỗ trợ này không đạt được, nó nhúng lại về cái vùng cũ, quý anh chị đẩy tiếp 20% đấy vào, và nó khi nào nó lên lại cái vùng trên này, quý anh chị lại đẩy nó ra. Đó là cái chiến thuật quý anh chị nhá. Chúng ta sẽ để 20% để chúng ta trading. Trading để làm gì? Để chúng ta có thêm cái dòng tiền nhá. Và cái trading này thì em mong là quý anh chị là tử có thể là giải ngân và tử tử giao dịch giúp em ở trên thị trường nhá. Và nếu như mọi người mà có cần hỗ trợ thì cứ nhắn thì em sẽ hỗ trợ mọi người thêm nhá. Thì đó là cái chiến lược giao dịch của chúng ta để làm sao chúng ta vừa giữ được cổ phiếu và chúng ta vừa có thêm dòng tiền mới và chúng ta không bị FOMO nhá. Có nghĩa là sau 20% này để chúng ta đánh, chúng ta sẽ lên cao là chúng ta bán, và xuống thấp chúng ta lại mua thêm. Đó, đó là cái 20% nhá. Thì nó sẽ giúp cho quý anh chị là lúc nào quý anh chị cũng cập nhật được thị trường, và quý anh chị nếu như có xảy ra thua lỗ thì cái 20% này nó không quá ảnh hưởng đến cái lượng hàng mà quý anh chị đang cầm nhá. Cái này là em khuyến nghị mọi người có thể là tham khảo cái cách đầu tư đó. Và đến cuối cùng thì lúc nào mở một cái gap tăng và một cái trend tăng gọi là nước rút thì chúng ta vào nút 20% đủ tỷ trọng và lên đến cái vùng khuyến nghị chỗ lời thì chúng ta chốt thôi nhá. Thì đó là đối với Na San các chiến lược và các phân tích kỹ thuật cho quý anh chị. À, nãy giờ là em đã đủ rồi. Ngoài ra nữa thì về cái vĩ mô đi, nếu mà mọi người mà có dùng FSI bot ấy thì bây giờ mọi người đã xem được cái báo cáo tài chính kinh doanh quý 2 của Na San rồi đúng không? Thì ở cái phần này mọi người có phát hiện ra một cái điều gì đặc biệt không? Đó chính là hiện tại quý anh chị, hiện tại là cái tiền và tương đương tiền của Na San nhá, nó đang ở cái ngưỡng là gần cao thứ hai trong lịch sử của tập đoàn. Đó, đang ở mốc là 18.158 tỷ tiền và tương đương tiền. Ở trong đó là riêng tiền mặt quý chị là 6.000 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần so với quý 1. Đó, cái tiền và tương đương tiền thì lại tăng hơn gấp đôi so với quý 1 luôn quý anh chị. Trong đó thì tiền mặt tăng hơn 3 lần và tiền và các khoản tương đương tiền khác thì tăng gần 2 lần nhá. Đó, một cái sự tăng trưởng đột phá về cái mảng gọi là cấu trúc doanh nghiệp quý anh chị, đặc biệt là đối với một cái doanh nghiệp mà đang có cái tình trạng là nợ ngắn hạn và nợ dài hạn đang rất lớn ha, chiếm đến đấy là em có thể cộng ra là nó là khoảng 70% nhá, 70% doanh nghiệp nhá, hơn 70% doanh nghiệp quý anh chị. Đó, thì khi mà tiền mặt nó lớn như thế này thì nó sẽ đảm bảo cái tính thanh khoản của doanh nghiệp nhá. Mọi người có thể xem qua cái báo cáo lưu chuyển tiền tệ, mọi người thấy là cái dòng tiền quý này nó đang dường khá tốt nhá. Dòng tiền này đang dường rất tốt ở tất cả các cái mục là lưu chuyển tiền thuần này, tiền và tương đương tiền và ảnh hưởng chênh lệch tỷ giá nhá. Cộng với đó là lưu chuyển tiền tệ dòng thì cũng đang dường, chỉ số cải thiện cực kỳ tốt so với quý 1. Đó, mọi người có thể thấy em
em trích ra đây và biểu đồ các thứ cụ thể rõ ràng. Ngoài ra mọi người vào cái phần báo cáo doanh nghiệp thì mọi người có thể phân tích ra được thêm một cái yếu tố nữa, đó chính là mọi người đánh giá được là cái biên lợi nhuận gộp của doanh nghiệp là đang gia tăng nhá. Đó, mà sàn đã có 4 quý liên tiếp đó, lợi nhuận gộp, cái biên lợi nhuận gộp gia tăng nhá, từ cái vùng là chỉ có 23% lên đến giờ là 28% sau 4 quý quý chị. Ngoài ra thì cái biên lợi nhuận ròng thì cũng đang ở cái mốc là khoảng 2.39%. Ở đây là năm, đây em chuyển sang quý nhá. Ở đây là các quý liên tiếp, đây. Đây đây thì rõ hơn được quý chị. Mọi người xem quý là mọi người thấy là cái gọi là cái biên lợi nhuận ròng của mã sàn hiện tại đang rất là cao so với năm đúng không? Chúng ta đã có là 3 quý tăng trưởng liên tục từ quý 3 năm ngoái cho đến quý 2 năm nay. Đó, hiện tại là cái biên lợi nhuận gộp đang ở mức là 29.39% và biên lợi nhuận ròng đang ở mốc là 4.7%, tăng rất tốt so với quý 1 là chỉ có 2.54% thôi nhá, tăng rất cao luôn đấy. Đó, thì ngoài ra nữa thì cái phần cái hệ số vay, hệ số nở trên tổng tài sản, nở trên vốn chủ sở hữu đang giảm rất mạnh từ 1.79 nhá, từ 2.7 đối với nợ trên vốn chủ sở hữu giảm xuống còn 2.4, và từ các cái khoản vay là 1.79 thì chỉ còn giảm xuống 1.747 thôi nhá. Thì đây là một trong những cái tín hiệu cực kỳ tích cực cho cái cơ bản của cổ phiếu Masan ha. Cái tiềm năng sinh lời thì cũng đi từ mức là một ROE từ 1.16% cũng lên mức 2.848%. Nói chung là các chỉ số chúng ta thấy được là doanh nghiệp Masan đã đi qua cái vùng đáy lợi nhuận nhá và đang trong cái quá trình phục hồi. Đó, ngoài ra nữa thì cái thống kê cũng cho thấy là nước ngoài đang tích cực mua dòng đối với cổ phiếu Masan đây. Thì không có lý do gì mà chúng ta không cùng tham gia cả quý chị. Nước ngoài họ đánh hơi được cái tiềm năng của những cái cổ phiếu tốt đang vận động đúng kỹ thuật và cho thấy cái sự tích lũy chặt chẽ trên các cái khung đô thị. Đó. Vậy nên là đây là một trong những cái điều mà em khuyến nghị quý chị có thể tham gia được, và cái mức sinh lời của chúng ta có thể tối đa. Tối đa có thể lên đến khoảng 30% nhá. Cái mức sinh lời tối đa của Masan trong chu kỳ này chúng ta có thể kỳ vọng được là 30%. Vậy nên quý chị nào mà muốn tranh thủ tham gia cái điều Masan này, mọi người có thể là comment cho em biết bull 4 số 1 cũng như là những cái trái tim màu tím xuống phía dưới phần bình luận. Ngoài ra mọi người có thể là inbox trực tiếp, nhắn tin, gọi điện trực tiếp cho em bull ha, qua số điện thoại là 0888381802 để em có thể là hỗ trợ mọi người những cái điểm mua điểm bán cũng như là những cái chiến lược giao dịch làm sao để giúp mọi người tối ưu hóa cái lợi nhuận đối với cổ phiếu này và tránh được những cái rủi ro không đáng có nhá. Có thể là cái view dài hạn là như vậy, thế nhưng ở trong ngắn hạn nó sẽ có những cái biến động quý anh chị, có thể là lên đến đây quý anh chị FOMO, quý anh chị mua vào là nhiều khi nó không tối ưu được cái lợi nhuận của mình, mà cũng là cái thời gian mua đấy mà chúng ta chuyển dịch sang giai đoạn khác thì nó sẽ có cái lợi nhuận nó tốt hơn đó. Thành ra là quý anh chị có thể là tuân thủ theo cái chiến lược mua cũng như là những cái điểm mua em vừa khuyến nghị mọi người rồi, đúng không đó. Thì chúng ta có 3 cái bước giá và chúng ta có một cái khoản như là khoản dự phòng, khoản trading. Đấy, quý chị cứ tuân thủ theo cái chiến lược giao dịch mà em nhắc ở cái đoạn giữa video đấy. Đó, thì chúng ta sẽ có được một cái chiến lược mà chắc chắn, cụ thể. Và ngoài ra nữa thì cảnh báo cho quý chị luôn, trong bất kỳ cái trường hợp nào là cổ phiếu cũng có thể điều chỉnh nhá. Thì cái tín hiệu xấu của mã sàn nó sẽ đến khi nào? Đó, thì bây giờ nếu như cổ phiếu nhá mà nó thủng mất những cái vùng giá khoảng 69, mất giá 69 quý chị, hoặc đây em thấy là có thể là cắn nhất nhé, cắn nhất là quý chị có thể gồng nó về giá 64 thì cái điểm mua của chúng ta nó sẽ lỗ đâu đó khoảng 10%. Đó, hoặc quý chị nào an toàn hơn thì em nghĩ là thủ mất cái vùng là 69 này thôi là quý chị bán được rồi nhé, coi như chúng ta lỗ thua cái điều này. Nếu trong trường hợp tiêu cực thì trường có downtrend quý chị, thế nhưng mà nhất thiết chúng ta không cần phải vội như thế, vì em khuyến nghị rồi, cái điểm mua đầu tiên chúng ta là điểm mua thấp giá 73 nhá. Cái vùng cắt lỗ của chúng ta nó sẽ nằm ở dưới cái mốc là 64. Khi đó thì cái lỗ là khoảng 10%. Thế nhưng 10% lại của 30% quý chị. Thế nên tính ra thua lỗ chỉ có 3% thôi nhá. Đó, thua lỗ thực chỉ có 3% và vẫn còn khá là tốt. Đó, hoặc quý chị đặt cái cắt lỗ là 7% cũng được. Có nghĩa là mất cái cây này nhá. Có nghĩa là mất cái giá khoảng 68 rồi bán cũng được rồi. Nói chung là tùy. Nhá, cái vùng cắt lỗ này thì em có khuyến nghị sơ qua là như vậy. Còn quý chị nào mà tham gia cái nhóm của em cũng như là liên hệ trực tiếp thì em có thể là trao đổi thêm cũng như là chia sẻ thêm về các cái điểm mà chúng ta cần phải lưu ý nhé. Rồi thì đó là với cổ phiếu Masan, thì đó là cái cổ phiếu mà em khuyến nghị cho quý anh chị ngày hôm nay nhé. Thì video cũng kết thúc tại đây. Em xin chúc quý anh chị sẽ có những cái điều đầu tư thật là thành công trong thời gian tới. Ngoài ra
nếu quý anh chị nào mà muốn tham khảo thêm nữa các mã cổ phiếu cũng như là có các cái câu hỏi nào, mọi người có thể là tham gia trực tiếp cái quét trực tiếp vào cái mã QR ở trên ngón tay em đây nhá. Chúng ta sẽ tham gia vào xuống cộng đồng, ở đó em sẽ hỗ trợ quý anh chị những cái góc nhìn cũng như là những cái hỗ trợ trực tiếp ở trên Zoom nhá. Mọi người cần hỗ trợ gì mọi người cứ nhắn vào đó, em hỗ trợ trực tiếp, không cần phải ngại quý anh chị nhá. Rồi, rất cảm ơn tất cả quý anh chị và xin chúc mọi người có một cuối tuần thật là vui vẻ, ấm áp bên gia đình. Và đừng quên, trong các ngày tiếp theo em sẽ còn rất nhiều cổ phiếu quý anh chị để khuyến nghị cho mọi người nhá. Và đặc biệt em đang có một cổ phiếu có một cái tỷ giá, cái chỉ giá quý anh chị, có nghĩa là giá trị doanh nghiệp rất lớn, nhưng cổ phiếu vẫn còn đang ở cái vùng hợp lý để cho chúng ta mua và có rất nhiều cái tiềm năng tích cực trong thời gian tới. Và em đánh giá đây là một cái viên kim cương nhá. Một cái viên kim cương để cho quý anh chị có thể tập trung đầu tư cho nhịp trung hạn. Vậy nên là sắp tới em sẽ ra cái video này và rất mong là mọi người có thể đón chờ nó nhá. Còn trước tiên, đây cũng là một cổ phiếu mà quý anh chị đáng chú ý này. Cái mức sinh lời 30% nó sẽ không hề nhỏ đâu nhá quý anh chị nhá. Đã chú ý cổ phiếu Masan. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Em là Mr. Bull Night TV nhá. Bye bye.